Rồi, xin chào các bạn. Ở phía trên màn hình các bạn thấy đây là cái trang web chính hãng của Western Digital ha. Thì bạn thấy Western Black SN750 NVMe SSD. Thì hôm nay mình sẽ test thử một cái NVMe SSD SN750 dung lượng là 1 TB ha. Và theo như hãng công bố các bạn thì cái speed của nó cơ bản đọc ghi nó khoảng ở mức là 3470 trên 3000 MB trên ít bình, tức là trên dây các bạn ha. Tức là đọc là 3470 ghi là 3000 MB trên dây ha. Rồi, hôm nay mình sẽ test thử là nó thông qua cái card PCI Express X4 chuyển qua khe M2 NVMe xem coi tốc độ nó có bị giảm hay không nha các bạn ha. Rồi, thì đây là cái Western nè các bạn, 1 TB các bạn, NVMe M2 ha, SM750 các bạn. Rồi. Đây. Rồi, thì mình chạy là Crytek Dismark các bạn ha. Thì các bạn thấy đây là thông số cơ bản khi mà chạy nữa các bạn. Cái thông số này sau mỗi lần test thì nó sẽ thay đổi nhỏ nhỏ nhưng mà không đáng kể nha các bạn. Và các bạn thấy là dòng đầu tiên này ha, đọc là 3489, thì ở công bố của hãng là 3470 các bạn ha, thì nó nhỉnh hơn chút xíu, ghi là 2967. Và hãng công bố là 3000 các bạn ha. Thì do cái Windows mình nó đang chạy trên cái SSD này luôn và mình test trực tiếp trên SSD thì cái tốc độ thì các bạn thấy là gần như là nó tương đương các bạn, sắp xỉ luôn chứ không có thay đổi nhiều các bạn ha. Như vậy về cơ bản thông qua cái cạc chuyển PCI Express X4 qua M2 NVMe thì tốc độ nó cũng gần như là tốc độ đọc ghi cơ bản mà hãng công bố các bạn ha, không có bị giảm gì hết ha, hoặc là nếu có thì cũng rất là ít các bạn, gần như là không đáng kể. Và cái máy mình đang test là cái con Dell T7910 bạn ha, chạy đua CPU 2680V4 56 thít RAM 256GB ha, và đang chạy là đua GTX Titan X các bạn ha, 12GB. Đó, đây là cái M2 của mình đang nằm trên đây nè các bạn. Ok ha, bây giờ mình sẽ tắt máy, mình tháo ra cho các bạn xem luôn nha. Rồi đây nè các bạn, cái ổ M2 ha, 1 TB Western Black SN750 NVMe SSD nè các bạn ha. Đó, và đây là cái card chuyển nè các bạn. Cái card này mua chỉ hơn 100.000 xíu thôi các bạn ha. Đó, và các bạn khi các bạn mua cái card về, cái card chuyển về nó sẽ về nè các bạn. Rồi. Đây. Và nó gắn được những cái card M2 ví dụ 30mm nè, 30mm các bạn, 42, 60 và 80mm các bạn ha. Và nó chỉ gắn được cái card NVMe thôi nha các bạn, không có gắn được cái M2 SATA các bạn ha, nó không có nhận các bạn. Đó. Rồi, PCIe 4 các bạn có thể gắn vô khe 4X, 8X hay là 16X của card hình đều được luôn các bạn ha. Rồi đây có cái bóng LED này chớp chớp để báo là truyền dẫn dữ liệu các bạn. Rồi, rất là đơn giản các bạn ha. Rồi với con ốc thôi để bắt xuống đây. Rồi, ok các bạn ha. Clip mình tạm dừng ở đây, vui lòng giúp ủng hộ cho mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.